Xong chưa? Xong rồi. Hôm nay anh ăn chơi một bộ vàng hết nhá. Ôi ôi. Dép cũng vàng, quần áo cũng vàng, xinh thế. Nhẹ con nhẹ. Xinh. Hôm nay thì em ở nhà nhá, thì anh đi xem có hoa quả gì anh thu hoạch. Ừ. Được. Con làm sao đấy? Đi con đi học xong về nhà. Về nhà. Anh đi chưa chưa anh về. Anh đi xong đi chợ luôn à? Ừ. Nhà xem mà công việc xong nó cơm trưa chưa anh nhé. Ừ. Anh đi học ngoan nhé, nhớ chưa? Không cho cái đấy vào mồm đâu, cái đấy bẩn đấy. Cặp đâu con? Con đi cặp đi, mà đi nè. Đi cùng đi học. Đi học cùng An. Đi cùng nha, bye bye boy. Đi. Em đi học ngoan nhá. Thế không ôm bố một cái pít một cái à? Hả? Đi ôm pít một cái đi. Không ôm pít một cái à? Ngoan thế nhỉ. Đi học ngoan nhá, nghe lời cô giáo nhá. Bác có hoa quả gì bán không? Có mấy buồng chuối ở dưới chuồng lợn đấy, đi xem. Vâng, bác dẫn cháu đi xem đi. Vâng, đi 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 qua đằng sau ấy, đằng sau nhà ấy. Bác đi chơi.
Đấy, có 2 3 buồng đấy, muốn lấy buồng nào thì đấy. Tự đi xem. Vâng, chúng tôi tự đi xem. Thank you.
ơi. Hả? Bác. Đâu, cháu lấy được một buồng này. Thế là bác lấy bao tiền? Thế cho bác xin 50.000 thôi. Gấy đi 2-3 quả đâu. Đây cháu gửi bác. Cháu xin nhá. À. Đi nhá. Vâng. Thank you.
Thank you.
cho vào túi được đấy, tiền xách tay thôi. Lan nào tay tiền 50.000.
còn một ít muối. Bán thì không để ý, thì tôi gọn hết thịt rồi, mua được thịt đấy. Anh tắm rửa đi, em Còn là cái gì không? Chúng ta ngồi nghỉ ngơi đấy. Chúng ta tập trung vào. Thank you.
chín cho em. Chín cho anh ơi. Có anh nghỉ ngơi mà anh lại đi đâu đi. Em kia xem một lợn già. Tương nghỉ ngơi xong lại đi đón An rồi. Không ăn nhiều cá rồi đi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Thị Lan để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.